ẩn đi những gì hiển nhiên rồi dần hé mở, vô cùng đa dạng. Vì vậy, hãy dành chút thời gian để trải nghiệm sự phong phú của biển cả. Với 24.000 loài, cá là nhóm sinh vật có xương sống cổ xưa nhất và phong phú nhất. Trong số động vật có xương sống, chúng là loài chiếm ưu thế về số lượng. Chúng cùng chung sống với nhiều loài động vật. Rình rập ở vùng biển nóng này còn có loài sinh vật độc nhất thế giới. Rắn biển nguy hiểm đến mức con mồi của nó chết ngay tức khắc, không kịp chống cự. Cá sư tử, họ hàng gần của cá bọ cạp, săn mồi bằng cách giãn hàng gai độc trên lưng tạo thành một tấm lưới dồn con mồi vào thế bí để đánh lừa con mồi. Sao biển làm dạng san hô sống động hơn. Mực ống có thể bơi tiến nhưng cũng có thể bơi lùi. Cặp vây trên vỏ giúp chúng giữ thăng bằng, đồng thời là bánh lái khi bơi. Bạch tuộc là loài động vật thân mềm duy nhất không có vỏ. Chúng đi lại giữa đáy đại dương trên 8 cái chân của mình. Nhưng khi bị đe dọa, chúng có thể phóng mình đi như mực, tất nhiên là không thể bơi xa như mực. Cũng có thể nói lên nhiều điều bất ngờ. Tôm hùm gai có thể đi bộ đường dài dưới đáy biển. Mỗi ngày tôm hùm gai có thể di chuyển 15 km, một khoảng cách dài gấp 50 lần chiều dài của chính nó. 95% cơ thể của sứa là nước. Chúng có khối lượng riêng bằng với môi trường xung quanh. Vốn rất phàm ăn, cá ngựa nhai không ngừng nghỉ. Chúng có thể ăn tới hơn 3.000 con tôm nước mặn mỗi ngày. Một con cá mập đốm trắng có độ dài 12 mét, gấp khoảng 1.000 lần độ dài của loài cá bống nhỏ bé nhất. Hãy quan sát hai vũ công Tây Ban Nha giữa rừng ngập mặn ven biển Kenya này. Hai chú tôm nhỏ, một con đang bơi lại gần con kia. Có lẽ đây sẽ là cơ hội để chúng kết đôi. Trong khi hai con sên trần đang thực hiện điệu múa quen thuộc. Ở miền Tây, bên bờ biển California, hãy thử lần theo tán lá của tảo bẹ xuống tới gốc nằm dưới đáy biển. Cuối cùng một vài chấm đỏ sặc sỡ bắt đầu nhảy múa trước mắt bạn. Chấm sáng nhất chính là cá Garibaldi. Những con đực có tính lãnh thổ rất cao. Chúng nuôi dưỡng một đám tảo đỏ, nhổ bỏ tảo màu khác. Bị cái tổ ấm cúng này mời gọi, con cái bắt đầu đẻ trứng. Nhưng ngay khi trứng được đẻ ra, con đực đuổi con cái đi. Thật là vô cảm. Trứng cần phải được thụ tinh và hãy đoán xem ai sẽ làm việc đó. Con đực đảm nhiệm vai trò này. Chúng không đến nỗi vô tâm như ta đã nghĩ. Trách nhiệm làm cha mẹ của nó mới chỉ bắt đầu. Trong vài tuần tới cho đến khi trứng nở, nó sẽ chăm sóc trứng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc để mắt tới kẻ thù của chúng là nhím biển. Mặc dù nhím biển di chuyển chậm, cá Garibaldi biết rằng sớm muộn gì nhím biển cũng sẽ tới nơi và ăn mất trứng nếu nó không đánh lạc hướng chúng. Sau đó nó lại nhanh chóng trở về canh chừng số trứng như một người cha tận tụy. Cách đó 14.000 km. Trên một lục địa khác, có những loài cá mà cả bố và mẹ đều chăm sóc cá con. Trong vùng nước nông của hồ nước ngọt Đông Phu, cá gai hoàng đế đã tìm đến đẻ trứng. Một con cái đẻ trứng vào chỗ đất lún. Cũng như cá Garibaldi, cá gai đực cũng thụ tinh cho trứng. Nhưng cá gai cái không bị đuổi đi, và bầy cá gai nhỏ sẽ được cả bố lẫn mẹ để mắt tới. Cá gai hoàng đế tương đối lớn, mỗi con dài tới gần 1 mét.
nhưng rùa nước ngọt lại nặng hơn gấp 3 lần. Rùa nước ngọt cũng thích ăn trứng cá gai, và giờ là lúc cá gai chứng tỏ bản lĩnh của mình. Có lẽ chỉ một trong khoảng 10.000 trứng phát triển thành cá gai trưởng thành, nhưng trong trường hợp này, khoa trương thanh thế cũng có tác dụng. Có được một người bạn đời trung thành là một điều rất tuyệt vời. Nhưng đôi khi có bạn bè, rất rất nhiều bạn bè vẫn tốt hơn. Cá hình thành rất nhiều liên minh khác nhau, những liên minh tuyệt vời. Nhưng liên minh đầu tiên phải kể đến là sống thành đàn với hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn con. Như thế nếu có kẻ thù tấn công, cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Nhưng không phải liên minh nào cũng dựa trên số lượng. Chúng có thể sống chung với các loài cá khác để tạo ra những điều kỳ diệu. Một vài con cá bống biển đang tìm kiếm cá bướm mũi đen, loài cá dọn dẹp của dạng đá ngầm. Dùng cái mõm dài, cá bướm hút bụi hay tế bào chết từ vật chủ. Một vài loài cá thậm chí còn tiến xa hơn và kết bạn với những sinh vật khác loài. Những mối liên kết trường kỳ và rất có hiệu quả. Con cá mú to lớn này đã làm da nó tối đi, báo hiệu cho chú tôm Pedersen chân dài rằng nó cần đến dịch vụ chăm sóc da. Những con tôm nhỏ bé này đang ăn tế bào chết và các mảnh vỡ từ mắt, miệng và thậm chí trong những cái mang nhạy cảm của cá mú. Đổi công dọn dẹp lấy một ít thức ăn là một giao kèo có lợi. Nhưng trong những mối quan hệ khác, cái mà đối tác tìm kiếm lại là sự bảo vệ. Bơi giữa các xúc tu có ngòi đốt của hải quỳ là một chú cá hề. Hãy xem màn ảo thuật của bộ đôi này. Một lớp chất nhờn trên da giúp cá không bị đốt. Đổi lại, những xúc tu đó bảo vệ cá khỏi những kẻ săn mồi. Nhưng hải quỳ không làm việc không công. Cá hề trả công cho nó bằng cách rỉa lông và giúp cho nó luôn ở trong tình trạng đỉnh cao. Phía trên đó là loài sứa súp lơ. Không biết con cá Medusa nhỏ bé đang bơi giữa đám xúc tu của sứa có bị đốt hay không? Nhưng dù thế nào, chúng cũng có được nơi trú ẩn như mong muốn trong lúc ăn thức ăn thừa của sứa. Những loài cá nhỏ hơn cũng có chiến thuật tương tự. Con cá đuối gai độc cáu kỉnh này có vẻ đang khó chịu với kẻ giúp việc của mình, một chú cá chó sọc nhỏ đang bơi quanh đầu nó. Trong khi tìm kiếm các loài có vỏ để ăn tối, cá đuối khuấy động cả đáy biển, vô tình cung cấp thức ăn cho cá chó. Cá chó sẽ không nương tay với những kẻ cạnh tranh để được hưởng lợi từ cá gai. Có câu rằng không ai chọn được cha mẹ, nhưng ai cũng có thể chọn được bạn bè. Thực tế đôi khi không phải vậy. Ở đây, cá gai không hề chọn làm bạn với cá chó, nó chẳng thu được gì ngoài sự khó chịu. Có lẽ đây là tình bạn tội lỗi nhất dưới đáy đại dương. Một con cá ngọc trai sống ở hậu môn của hải sâm. Nó có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Đó chính là một trong những địa điểm ăn tối thường xuyên của nó. Nhân vật tiếp theo trong chương trình của chúng ta đó là cá heo. Người ta cho rằng cá heo có năng lượng siêu nhiên, thậm chí nhiều người còn tin rằng giữa cá heo và con người có một mối liên hệ bí ẩn.
Câu chuyện tiếp theo diễn ra trên mặt nước và vì thế bạn rất dễ bắt gặp. Đối với nhiều người, nó tượng trưng cho tự do và sự bình yên. Với những người khác, chúng là những người bạn tốt nhất của con người. Nhưng những động vật có vú dưới nước này có điều gì đặc biệt? Chúng ta bị mê hoặc bởi những động tác của chúng, hay sự yêu kiều thấp thoáng, hay bởi một thứ ta không thể gọi tên. Hãy cùng bước vào thế giới bí ẩn của dáng vẻ kiều diễm này. Rất thông minh và là một trong những động vật gần gũi nhất với con người. Vẻ ngoài đáng yêu được nhắc đến trong những truyền thuyết. Cá heo và con người từ lâu đã quen biết nhau. Nhiều thế kỷ trước khi những công viên sinh vật biển được xây dựng, người Hy Lạp cổ đại đã truyền tụng nhiều câu chuyện về một cậu bé bị rơi xuống biển được cá heo cứu sống. Có một bức tượng mang tên cậu bé và cá heo ở giữa London ngày nay. Nhiều người khẳng định rằng bơi cùng cá heo giúp họ thấy sảng khoái tinh thần một cách kỳ diệu. Niềm đam mê với cá heo của chúng ta đã biến Dolphinarium trở thành một điểm đến hấp dẫn. Nhưng ở một nơi khác, những động vật máu nóng này không chỉ đơn giản là nguồn giải trí của chúng ta. Chúng ta đang ở trung tâm dự án cá heo Janet Flowers ở Florida, nơi những trẻ em gặp khó khăn khi trò chuyện hay cần tới những lớp học đặc biệt có thể tới để được cá heo trợ giúp. Nhà sinh vật học Janet Flowers đang ngồi cùng với một trong số các bệnh nhân của cô. Cô đã có 13 năm kinh nghiệm làm bác sĩ trị liệu ngôn ngữ. Cô tin rằng nếu một đứa trẻ gặp rắc rối trong giao tiếp ngôn ngữ, nó có thể sẽ cải thiện khả năng chú ý và các kỹ năng học tập nếu được khen thưởng thích hợp. Và sự khen thưởng ở đây chính là một buổi vui chơi với Kiwi và Daphne, hai chú cá heo đốm nhiệt đới. Sau khi học xong, nếu học sinh có kết quả tiến bộ hoặc có biểu hiện tốt trong lớp, có thể chơi với cá heo. Chương trình này không nhằm thay thế những phương pháp trị liệu truyền thống, nhưng có thể giúp cải tiến chúng. Sau một thập kỷ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng học sinh tiếp thu nhanh hơn từ 2 đến 10 lần khi được chơi với cá heo. Cá heo vô cùng thân thiện và có thể biểu diễn những tiết mục mà chúng ta chỉ có thể mô tả bằng từ kỳ diệu. Cá heo nhẹ nhàng lấy con cá từ tay cậu bé và đổi lại bằng một nụ hôn. Phương pháp trị liệu tạo cảm hứng và thúc đẩy trẻ em háo hức học hơn. Điểm nhấn của cả quá trình là lúc cậu bé được học ra lệnh cho cá heo nhảy lên. Điều đó chắc chắn sẽ giúp cậu bé thuộc bài. Cá heo phát ra rất nhiều tiếng huýt sáo và tiếng lách cách. Thực tế, nếu chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của những âm thanh đó, chúng ta sẽ có thể nói chuyện với chúng. Mỗi con cá heo có một tiếng kêu khác nhau. Cũng giống như mỗi chúng ta có một cái tên vậy. Đó là cách cá heo chào hỏi nhau, giống như ta vẫn thường gọi tên bạn bè. Sự kỳ diệu ẩn trong trí thông minh của chúng. Lớp vỏ bộ não của cá heo lớn hơn chúng ta 40%. Não cá heo rất to, rất phức tạp và có cấu trúc rất khác so với các loài động vật có vú trên cạn. Cá heo vẫn được mệnh danh là động vật thông minh nhất trái đất, nhưng ít ai có thể mô tả trí thông minh của chúng. Và đó chưa phải tất cả, chúng còn cất giấu rất nhiều bí ẩn.
con người có 32 chiếc răng, một loài cá heo có tới 252 chiếc. Và bí mật trong số lượng răng này là mỗi năm, lớp men mới sẽ phát triển và chùm ra bên ngoài lớp men cũ. Vì vậy, nếu đếm số lớp men trên răng, bạn có thể biết được tuổi của cá heo. Người ta tin rằng răng cá heo có chức năng như một anten để nhận tín hiệu từ những âm thanh dội tới và xác định vị trí chính xác của một vật nào đó. Vậy chúng thở như thế nào? Cá heo thở qua một cái lỗ trên đỉnh đầu. Và bí mật của cơ thể mềm dẻo của chúng là gì? Không giống với các loài thú khác, cá heo không có lông ngoại trừ một ít lông ở miệng. Số lông này sẽ mất đi sau khi sinh. Người ta cũng từng trông thấy cá heo bảo vệ con người khỏi sự tấn công của cá mập. Nhưng chúng làm vậy bằng cách nào? Cá heo tạo ra sóng siêu âm để định vị dựa vào tiếng vang. Chúng làm như vậy bằng cách bơi vòng quanh người bị nạn hoặc tấn công cá mập để đuổi cá mập đi. Cá heo sẽ ở bên người bị thương hay bị ốm, thậm chí giúp họ thở được bằng cách đưa họ lên mặt nước. Chúng là những người bạn rất tốt của con người. Người ta cho rằng cá heo không có khứu giác. Mặc dù vậy, xúc giác của chúng rất phát triển. Đó là lý do tại sao chúng rất thân thiện và có khả năng giúp đỡ con người. Nhưng ít ai biết rằng cá heo cũng có thể trở nên nóng tính với đồng loại của mình. Cá heo đực càng già thì trên mình càng có nhiều vết sẹo. Cá heo đực thường hay mâu thuẫn bởi những lý do hệt như con người, tranh cãi với bạn bè hay tranh giành cá heo cái. Mâu thuẫn giữa chúng có thể trở nên căng thẳng đến nỗi kẻ thua cuộc phải chịu cảnh tha hương. Những điểm tương đồng giữa cá heo với con người này khiến chúng ta đôi khi cảm thấy như chúng chính là họ hàng xa của loài người. Nhưng chúng vẫn là những người bạn rất tốt của chúng ta. Vì thế, trong số tất cả những khả năng kỳ diệu mà chúng có được, cá heo vẫn là một trong những phép màu quý hiếm nhất của tự nhiên mà chúng ta cần phải bảo vệ và yêu thương. Đại dương là vô tận, những khám phá của chúng ta cũng không có điểm dừng, và những phép màu của tự nhiên cũng không liền mạch. Hành trình vẫn còn tiếp diễn để khám phá thiên nhiên diệu kỳ.